xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hai chị em mình sẽ thi vẽ với nhau. Chủ đề là tự do. Giờ mình sẽ vẽ nha các bạn. Đây là cái gương lá nha các bạn. Vậy tiếp theo mình sẽ vẽ bông hoa tiếp theo cho các bạn. Giờ mình sẽ vẽ cửa sổ nha các bạn. Giờ mình sẽ tô màu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vẽ mặt trời. Mình cũng sẽ tô mặt trời màu vàng luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ vẽ màu hồng cho cánh hoa nha các bạn. Là số 17 nha các bạn. Vẽ số 17. Ở ngoài nhìn cái nắp nó rất là nhạt luôn. Ở bên trong nó rất là đậm. Mình đang tô màu hồng vào cái mái nhà đó các bạn. Giờ mình sẽ tô một phần lá cho cái lá. Đây, giờ mình sẽ dùng một phần lá là số 46. Như các bạn thấy
tô màu hồng, còn mình tô đang một tô màu xanh lá luôn. Hôm nay mình đã tô xong bông hoa, giờ sẽ tô bông hoa thứ hai. Tô bông hoa thứ hai là một đỏ đi. Mình tô sắp xong mái nhà rồi nha các bạn. Màu này rất là hôi nên các bạn đều phải để cái cổ xa xa ra, nếu không các bạn hít vô các bạn sẽ bị bệnh đó. Bây giờ bắt đầu mình ngồi tô xong rất là mát vô các bạn. Hơi bị mát luôn các bạn, bởi vì nó có cồn ở bên trong, nhưng mà các bạn đừng hít vô nhiều quá nó sẽ bị viêm phổi á. Cũng có vài màu rồi mình sờ vào nó cũng lạnh lạnh, mà cũng có vài màu mình sờ vào nó không có lạnh nha các bạn. Ví dụ như màu chì á các bạn, màu lông sờ vô thì nó sẽ mát hơn những màu khác, nhưng mà màu lông này thì mình mua khác thôi. Mình đã tô xong một cái cánh hoa rồi, giờ mình sẽ mình tô lá hoa. Hồi nãy ý mình đã vẽ rồi, giờ mình sẽ vẽ tiếp của mình sẽ tô có số một số lá cây này là số 53, mình sẽ tô số 53 cho mình xem. Tôi nhẹ nhàng thôi chứ cái bài nó tôi vẫn có tô màu. Mình tô xong hai bông hoa, giờ mình sẽ tô bông hoa tiếp tiếp nha các bạn. Bông hoa kế tiếp là màu tím. Tô xong cái ngôi nhà rồi, bây giờ mình sẽ tô cái cửa ra vào nha. Bắt đầu tô cái tô nha. Các bạn ơi, tôi bây giờ
sắp bột xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ tô cái cửa sổ của ngôi nhà. Ngòi của mình là số 66 và số 66 như các bạn. Mình đã tô xong một cái bông cái gì ta, cánh hoa rồi nha. Giờ mình sẽ để lấy lớp một tí này. Giờ mình sẽ tô cái màu xanh lá cây số. Số 55. Bây giờ mình sẽ tô cái cây số 33 nha. Giờ mình sẽ tô cái cánh hoa nó 15. Đây mình đã tô xong 3 bông hoa, giờ mình sẽ tô đám mây nha. Giờ mình sẽ tô ở một chỗ là cho nó cứng. Giờ mình sẽ dùng một xanh da trời. Đây là một xanh da trời của mình nha. Các bạn ơi, chúng ta đang là... ngồi thẳng lưng lên nha các bạn. 99 đó, 99 nha các bạn. 99. Bây giờ mình sẽ chuyển màu qua bên cái bên hoa số khác nha. Mình sẽ lấy màu tí là số 82. Em thẳng lên mở mắt giùm chị. Đây mở cho, đây mở cho tôi đây. Không phải. Chị mình tô xong rồi mình mới chấm điểm nha. Đây mình đã vẽ xong rồi, giờ chị mình chưa vẽ xong rồi mình sẽ đợi chị mình chấm điểm nha. Các bạn ơi, bây giờ mình cũng đã vẽ xong rồi. Đây là bức tranh của mình. Đây là hai bức tranh của hai tụi mình. Các bạn cùng chấm điểm cho hai tụi mình nhé. Đây, rất là đẹp. Hẹn gặp lại. Thôi mình giờ mình cũng phải kết lúc video to tại đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn video to lần sau. Bye bye. Hẹn gặp lại.